hai cái nút mà nằm phía bên dưới này nè, là hai cái nút này là bấm lại mũi bàn tay nha anh em. Thì khi mình bấm vào cái nút này thì là cái bảng lờ nó sẽ di chuyển nha, anh em nhìn thấy không? Và cái nút M nó bên phía tay phải của mình là khi mình ấn vào đó thì là khi mình may thì là lại mũi nó sẽ nhiều mũi hơn nha. Còn cái nút L nằm phía trên này là cái nút này là mình sử dụng để là đá góc nha anh em. Để khi mình bấm vào đây và khi mình đạp máy á, thì là cái đá góc bên trái nó sẽ là nhảy lên nha. Anh em nhìn thấy không? Và mình sẽ bấm vào lên một lần nữa thì nó sẽ trở về vị trí ban đầu này. Còn cái nút L nằm bên phía tay phải của mình nó sẽ đá góc bên phía tay phải nha. Bây giờ mình nhấn vào đây thì khi đạp máy thì là nó sẽ là đá góc bên phải nha, anh em nhìn thấy không? Và nhấn thêm một cái nữa thì nó sẽ trở về cái vị trí ban đầu nha anh em. Thì hiện tại bây giờ là cái trên màn hình nó hiển thị này, cái ô đầu tiên bên phía tay trái của mình đó là cái ô này là nó hiển thị cho là mình chỉnh cái độ dây thừa của chị nha. Bây giờ mình sẽ bấm vào dấu cộng này. Thì anh em nhìn thấy không, cái hệ số bên nằm bên phía tay phải của mình nó sẽ là nhảy lên nha. Anh em muốn mà chị thưa thì anh em sẽ bấm cộng lên này thì nó sẽ lên cho anh em nhìn thấy chưa. Đó, bấm cộng lên thì nó sẽ thưa cái mũi chị ra nhanh lên. Và bây giờ mình sẽ là bấm theo bấm dấu trừ này thì là cái hệ số của nó sẽ là giảm xuống nha. Thì càng trừ thì chỉ nó càng dài nha anh em. Anh em thấy nó số nó giảm không? Và cái ô thứ hai là cái ô này là có thể là mình có thể là chỉnh tốc độ trực tiếp ở cái ô này nha. Bây giờ mình sẽ bấm dấu cộng này. Thì hiện tại bây giờ tốc độ của nó là 2350 nha. Bây giờ mình sẽ bấm dấu cộng và cộng lên này. Thì tốc độ nó sẽ tăng lên nha anh em. Và bây giờ mình sẽ là bấm dấu trừ giảm thì tốc độ nó sẽ giảm theo nha. Anh em nhìn thấy không? Càng trừ thì tốc độ nó sẽ càng giảm xuống nha. Và cái ô thứ ba này này, cái ô thứ ba này là cái ô reset nha. Cái ô reset này có chức năng là ví dụ như mình bấm vào đây và khi mở nguồn lên thì các chương trình nó sẽ trở về cái mặc định ban đầu nha anh em. Và hiện tại bây giờ trên màn hình thì ra là đây là cái số lại mũi nha. Bây giờ anh em muốn lại mũi thì anh em sẽ bấm vào cái ô đầu tiên này, bấm một cái thì là cái điểm B nó sẽ lại mũi nó sẽ nổi lên nha. Và ấn thêm một cái nữa thì là cái điểm A nó sẽ nổi lên nha anh em. Còn nếu như mà anh em muốn mà cả AB thì mình sẽ bấm thêm một lần nữa thì là cái điểm lại mũi AB nó sẽ ra đều nổi lên một lần nha. Còn anh em muốn không sử dụng thêm bấm thêm một lần nữa thì nó sẽ là tắt cái là mũi đầu vô nha. Còn cái ô phía bên dưới là anh em bấm cái đầu tiên này là cái là mũi điểm C là nó thể hiển thị nha. Và bấm cái thứ hai thì cái điểm D nó sẽ hiển thị lên nha anh em. Bây giờ anh em muốn điểm D và C nó hiển thị lên luôn thì anh em sẽ bấm thêm một lần nữa thì cái điểm lại mũi DC nó sẽ hiển thị lên nha. Còn anh em muốn tắt thêm ấn thêm một lần nữa thì nó sẽ tắt nha, trở về lúc ban đầu nha anh em. Thì đây là những cái số mũi này. Bây giờ ở bên dưới này là có cái hàng dấu cộng và dấu trừ này theo tầng hàng nha. Bây giờ anh em muốn mà thêm cái tăng thêm cái mũi thì anh em thì bấm cộng lên thì là cái số mũi nó sẽ là tăng theo nha. Anh em thấy không? Còn nếu như mà anh em muốn mà cái số mũi này nó giảm xuống thì anh em sẽ bấm vô trừ thì là nó sẽ là giảm xuống nha. Anh em nhìn thấy không? Và cái ô mà BS này là mình có thể là vô chương trình nha. Và vô tốc độ luôn nha. Bây giờ mình sẽ bấm chữ B này và bấm S này thì nó sẽ ra tốc độ là hiện tại với 1.6 nha. Thì bây giờ anh em muốn tăng tốc độ lên thì anh em sẽ bấm dấu cộng thì nó sẽ là tốc độ nha, sẽ tăng dần lên nha anh em. Sau đó thì mình sẽ bấm S này. Và bấm B. Thì nó sẽ trở về cái vị trí ban đầu nha. Còn cái ô mà bên phía tay phải, cái ô đầu tiên của mình là cái chức năng của chân vịt nha anh em.
Thì hiện tại bây giờ mình khi mình đặt máy mình nhầm cóc thì là cái chân vịt nó sẽ lên nha. Nó như thế. Và bây giờ mình sẽ ấn vào cái nút này. Thì khi mình đặt máy thì dầm cóc thì chân vịt nó sẽ bị khóa, nó không lên chân vịt nha anh em. Và cái ô thứ hai là cô hiển thị cho là kéo các chỉ nha. Đó anh em thấy không, khi mình may mình cắt chỉ thì là nó sẽ nhảy. Thì bây giờ mình sẽ ấn vào đây, tắt cái các chỉ này. Thì khi mình may dầm các chỉ thì là cái kéo nó sẽ không nhảy nha. Anh em nhìn thấy không? Và cái ô thứ ba này là chân vịt nhảy tự động nha. Thì bây giờ mình đặt máy xong là khi ngưng máy là chân vịt nó sẽ tự động là nó nâng lên nha anh em. Anh em nhìn thấy không? Và cái ô cuối cùng là cái ô này là kim lên xuống nha. Thì bây giờ mình sẽ đặt máy này. Và bấm thì là kim tự động nó lên xuống nha, anh em muốn kim lên thì bấm lên mà xuống kim, muốn kim cắm xuống thì bấm xuống nha anh em. Thì cái video mà hướng dẫn cái cách mà sử dụng băng phím và cái chức năng của cái băng phím của cái máy hai kim điện tử Shiro 3 của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu anh em xem video cảm thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của Thái nha. Hẹn anh em những video sau.